đang đến với kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Tài xế taxi đánh lái, khách nữ ngồi ghế trước ngã xuống đường. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo clip cho thấy, cảnh taxi đánh lái qua đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thì bất ngờ cửa trên bên phải mở ra và khách nữ ngã xuống ở tư thế nằm nghiêng. Thật may là chị không bị đập đầu xuống đường, chỉ xây xát nhẹ và không có xe gắn máy hay ô tô khác chạy tới lúc đó. Nếu không thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, người phụ nữ đi lên taxi để tiếp tục hành trình. Clip trên thu hút lượt xem lớn trên mạng xã hội với nhiều bình luận. Trong đó, nhiều người chỉ trích tài xế taxi vì quên chốt cửa để khách gặp tai nạn. Qua câu chuyện trên là bài học cho chúng ta nhớ nhắc nhở tài xế chốt cửa mỗi khi lên ô tô, đặc biệt là lúc đi cùng con nhỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ thì Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.